Làm con rể nhà họ Hùng không dễ. Đây, bánh ú đang chưng sắp xong rồi. Lát nữa chú Căn mình vừa uống trà Phổ Nhĩ rồi vừa ăn bánh ú, chà thú vui tao nhã nghe. Anh Hai nói số bánh ú đó là loại cao cấp, ngon có tiếng luôn. Không biết ai lại tặng vậy ha. Đương nhiên là triều dĩ của con tặng rồi. Tuần trước mang qua tặng ba dịp Tết Đoan Ngọ đó. Vậy còn Phổ Lũy lâu năm này thì sao? Thơm quá, ba đó giờ làm gì nỡ là mua ngàn mấy đô một cân lần. Gì mà ngàn mấy đô, một lạng đã hết 700-800 đô rồi. Bình thường ba chỉ toàn mua loại trà 20 mấy đô một gói pha cho mình uống thôi. Đó là cung dịp của chị mua tặng cho ba nhân dịp Tết đó, đúng không? Chuyện này cũng khó trách lắm, bình thường anh Hai rất keo, sao đành lòng mua những thứ mắc như vậy chứ. Vậy thì thật tình con phải cảm ơn người cha tương lai được. Và cả Dượng ba nữa, nhờ có hai người cả nhà mới được có phước như vậy. Đến nhà chơi không thể đi tay không à. Chú Căn à, khách hàng của con có tặng cho con lạp xưởng nhà làm còn tươi lắm đó, con nghĩ là chú sẽ thích. Chà, wow. Thích ăn hả? Cùng dịp bà, chú nói con rồi, đều là người nhà với nhau, lên nhà ăn bữa cơm là được rồi, không cần quà cáp cái gì. Chú Căn à, vậy con cũng không khách sáo với chú nha. Thành ơi, giờ để giùm chú đi, con tặng chú vỏ trái cây siêu to này nha. Trái cây nhiều như vậy, chú sao ăn hết nổi. Đã dặn con rồi, sau này đừng mua quà cáp lên nữa. Đó cũng là tấm lòng của con mà. Tóm lại, sau này đứa nào mang quà cáp lên là chú sẽ giận hết đó. Anh đừng có tin nha, mua ít hơn cũng không được đó. Ba em là con người thực dụng với lại tham lam lắm. Giống em mà. Bánh ú chưng xong rồi. Ba ơi, sao ba chưng tới hai cái nhiều vậy? Lát nữa tụi con có hẹn ra ngoài ăn cơm rồi sao ăn nổi? Nhiều người như vậy, mỗi đứa ăn một miếng chắc chắn sẽ hết thôi. Ngoại à, lát nữa con cũng có hẹn ăn cơm với Bonnie rồi. Sao hồi nãy con không chịu nói? Bánh ú hấp đi hấp lại không có ngon đâu. Hay là ăn hai miếng đi hả? Ai vậy? Ba chưng, ba chưng. Nhà tôi hết muối rồi, muốn qua mượn mọi người một ít. Không thành vấn đề, chờ một chút. Phải, nếu bà đã tới, con dư bà có lộc ăn. Nè, bánh ú loại đặc biệt này là do bạn trai của con gái lớn tôi mới tặng tôi đó. Mời bà ăn nha. Đây đây đây. Chú Căn à, hả? Chú theo tôi vào đây đi. Bà Trần à, chắc hẳn bà thấy bánh ú này quá ngon, không nhịn được nữa nên chui vô đây ăn có phải không? Chú Căn à, đừng có giỡn nữa. Tôi thấy qua loại bánh ú này rồi, nhà hàng ở chỗ ngã tư dưới lầu có bán mà. Hả? Chắc chắn á là bánh ú này nhà hàng bán không có hết. Tôi nhớ ra rồi, giá gốc một cái là 78 đô. Ngày Tết Đoan Ngọ do bán không hết nên mua một tặng một đó. Có phải con rể tương lai của ông mua tặng ông ngay hôm Tết Đoan Ngọ không? Phải. Con rể tương lai của ông á đúng là biết tiết kiệm mà. Trời ơi, người ta là chủ cả công ty điện ảnh, làm sao mua mấy thứ đó được. Chắc chắn là trợ lý của nó mua giùm cho nó thôi. Vỏ trái cây này cũng là cậu ta tặng hả? Đúng rồi, có chuyện gì sao? Trời ơi, vỏ trái cây này chắc chắn là loại không ngon rồi. Trái táo này á, hay bây giờ á có rất nhiều loại dở. Tôi nghĩ nó là loại dở đó rồi. Nhìn giống loại dở sao? Tôi nhìn có thấy gì đâu. Mùi gì vậy? Làm xưởng đó mà, thơm phải không? Nè, khách hàng của cung diệp tặng cho nó làm quà đó. Người ta tặng cậu ấy, cậu ấy không thèm nên mới tặng lại ông đó. Chuyện quà cáp quan trọng là tấm lòng thôi. Thật ra quan trọng nhất là cách tụi nó đối xử với con của tôi. Nhưng mà chuyện còn lại tôi không xem trọng. Ông ngây thơ quá hả? Ừ? Ông có biết thế nào gọi là kiến di tri trước không? Bây giờ tụi nó đối xử với ông như vậy đã thể hiện được vị trí của con gái ông trong lòng tụi nó. Giờ tụi nó chưa đạt được mục đích đã keo kiệt như vậy rồi. Sau này lỡ như kết hôn rồi chắc chắn đối xử với con ông không tốt đâu. Nè, nếu bà nói nữa là không cho ăn đâu. Thôi đi, đừng ăn cái gì hết. Bánh ú chừng cũng đừng có lấy nữa. Đi. Không được, tôi vào đây với ông lâu vậy á, nếu không lấy gì đi á, đám trẻ sẽ nghĩ là chúng ta vào đây lâu như vậy không biết làm cái gì. Khoan đi đã bà Trần. Bà với anh Hai vào bếp lâu như vậy làm gì trong đó? Thì mượn muối sẵn tiệc để bánh ú về. Tôi đi trước nha. Bye bye. Nghe đóng cửa. Nè, ăn cam đi. Có ngọt không? Rất ngọt. Nhưng mà có người còn ngọt hơn nữa đó. Em kêu anh ăn cam, không phải kêu anh ăn em. Ăn đi. Hai bên vai và cổ của anh cứng quá vậy hả? Sao vậy, mệt lắm sao? Mệt chứ sao không. Họp 3 tiếng đồng hồ thoải mái lắm đó. Làm tiếp đi, đừng dừng lại. Đây hả? Đúng là ngửi có mùi thiệt.
Thủy à, có phải lát Cung Diệp sẽ lên nhà mình ăn cơm không? Đúng vậy, cha hai nói tối nay Triều Dĩ cũng sẽ ghé nhà mình ăn cơm. Ba nhớ nấu luôn phần của ảnh. Biết rồi. Ý, anh Triều, đúng lúc vậy. Ê, Cung Diệp, lát nữa cậu cũng ghé ăn cơm phải không? Đúng vậy, tôi tới xem có trái cây gì mua mang lên không. Tôi cũng vậy. Nếu đã như vậy thì tôi mua dưa lưới, anh thì mua nho đi, có được không? Cào kiến nghe. Ê, nhà họ Hùng nhiều người như vậy, mua bao nhiêu họ ăn cũng hết mà. Hay là chúng ta mua chung đi. Dưa lưới ở đây có hai loại nha. Dưa lưới Tịnh Cương này vừa ngọt vừa nhiều nước, nhưng hơi mắc một chút, 388 đô một trái. Còn nếu muốn rẻ một chút thì loại này, dưa lưới Ung Thất, 188 đô một trái. Ê, chị à, còn nho thì sao hả? Nho thì hương ấn ngon hơn, một hộp 450 đô, tính ra khoảng ký rưỡi, độ ngọt khoảng 14, rất thích hợp mua tặng người khác. Nè, loại này ăn cũng ngon, một ký 68 đô, anh cũng có thể thử, ngọt lắm. Được, để tôi coi. Coi như hai cậu cũng biết điều. Thật ra tôi nghĩ thì loại dưa lưới này ăn lợi hại hơn. Tôi mua loại này được rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn nhiều. Tịnh Cương tiểu thư, xem ra chúng ta có duyên không phận rồi. Chú Căng, ông nên chấp nhận sự thật về hai thằng rể của mình đi. Bà Trần, sao bà có mặt ở đây vậy? Tụi nó chọn trái cây, cũng không nỡ mua loại mắc một chút cho ông. Đúng là tôi lo cho số phận của hai đứa con gái ông. Tặng quà cho người ta, còn tính chuyện có lợi hay không, tôi không có làm như vậy được đâu. Chị đã nhắc em, nói với ba Triều Dĩ sẽ tới dùng cơm mà. Em có nhắc ba trong điện thoại rồi, ba nói ba biết rồi mà. Có phải đã xảy ra chuyện gì mà chị không biết hay không? Nếu chị không biết, sẽ biết được. Anh trước đi. Thượng Thiện à, anh trước. Bỏ gà vào hộp cho con mang về nhà, ngày mai hâm nóng lại ăn nha. Anh hai. Ba bị sao vậy? Hả? Sao vậy hả? Đứa nào đắc tội với anh hai, làm cho chú không được ăn gà vậy? Có khi nào là Kim Thành An bị đại học giả hư không? Đương nhiên là không rồi dì ba. Lúc nãy ông ngoại còn rất có thiện chí kêu con gấp gà nữa mà. Vậy có khi nào có liên quan tôi không hả? Hình như là chú Căng không thích tôi ăn gà cho lắm đó. Nhưng mà tôi nghĩ tôi cũng có phần nữa. Có phải hai người không mua quà tới không hả? Đâu có, hai ảnh đều không mua trái cây, em vừa mới bỏ vào tủ lạnh. Vậy rốt cuộc là ba đang giận chuyện gì mới được? Tâm trạng của anh hai còn khó đoán hơn mấy con gà nữa. Dưa lưới thì không ngon, nho lại chua nữa, làm sao cho vào miệng để ăn được. Đâu có, em thấy cả dưa lưới với nho cũng ngon ngọt nữa, anh thử kỹ đi. Nhưng à, tại em chưa thử dưa lưới Tịnh Cương với lại nho Hương Ấn đâu. Hai loại đó vừa ngon lại ngọt, nhưng mà đáng tiếc cả hai đều không phải. Trái cây nào cũng như nhau thôi, không phải sao ba? Thực ra thì lúc đầu con định mua dưa lưới Tịnh Cương tới nhà, nhưng mà lúc cầm nó trên tay thì con phát hiện phần dưới của nó đã bị hư. Con cũng định mua nho Hương Ấn, nhưng mà mấy ngày trước báo đài nói lượng đường của nó quá cao, rất dễ làm con người ta tăng huyết áp, nên con mới quyết định không mua đó chứ. Ông ngoại đi đâu vậy? Ba đi đâu vậy? Khuya rồi, tôi cần tắm rồi đi ngủ. Ông ngoại à, bây giờ chỉ mới có 8 giờ rưỡi thôi mà. Đúng vậy, dạo này ông tập thói quen ngủ sớm rồi. Bà đang muốn đuổi khách đó. Đúng lúc dạo này tôi cũng đang tập ngủ sớm, tôi cũng không phiền mọi người nữa, tôi về nghe. Ngủ ngon. Con về nghe chú Căng. Không tiện à. Vậy con cũng đi nghe chú Căng. Đi trước nghe mọi người. Để con đóng cửa. Bye bye. Hai đứa nó chắc lúc nãy ăn cơm không no nên cùng nhau hẹn xuống dưới ăn khuya đó. Ba, ba làm cái gì vậy khi không lại đối xử với người ta như vậy? Ba làm như vậy chỉ là muốn tốt cho hai đứa thôi. Nè, hả? Con đã biết lý do tại sao rồi. Chắc chắn là bà Trần An Phương đó lại nói gì với ba rồi phải không? Bà ta chỉ An Phương thôi, ba không cần phải nghe đâu. Nhưng mà lần này những gì bà Trần nói, ba thấy có lý vô cùng. Một người bạn trai tặng quà cho bạn gái, điều đó thể hiện rõ vị trí người con gái đó trong lòng cậu ta. Nhưng bây giờ hai đứa vẫn chưa gả, tụi nó tặng quà có phải nên phóng khoáng một chút không? Mua trái cây chăng nữa cũng phải mua loại mắc tiền một chút để lấy lòng ba vợ tương lai này, như vậy mới được chứ. Bà ơi, cái này là đạo lý gì? Hai đứa đừng có dễ dàng tin tưởng Cung Diệp và Triều Dĩ như vậy hả? Nếu như sau này hai đứa gả cho tụi nó rồi, ba không chấp tưởng tượng tương lai sẽ thảm như thế nào đâu. Ba,
Vậy nếu lần sau họ không mua dưa lưới Tịnh Cương và nho hương ấn tới thì tính sao? Đi, rất đơn giản, càng dễ thấy rõ con người thật của tụi nó hơn. Một nhát thôi, chia tay, vậy đi. Anh hai. Ba. Ê, Isabella, xong hết chưa? Dịp, tôi nhận lại mua giùm cậu hộp dâu rồi đó. Bao nhiêu tiền? 280 đô một hộp. Mắc quá vậy, 300 đô đây, không cần hối. Cảm ơn. Wow, ở đây chỉ có mười mấy trái thôi, có ngọt thật không đó? Ngọt tận đáy lòng. Sao cô biết ngọt tận đáy lòng? Tôi thử giùm cậu một trái rồi. Ngon không, không anh không hai? Ông ngoại. Anh hai à? Ông ngoại. Ngon không vậy? Ông chủ, có trái cây ngon không? Xoài ái dương vừa về hàng của Đài Loan. Loại xoài này cũng ngon đó, nhưng mà không đặc sắc cho lắm. Vậy mà cũng không vừa ý. Không thể nào nói như vậy được. Bây giờ tôi đang thử ở trên thế giới này á, rốt cuộc có loại trái cây nào tôi chưa từng ăn mà lại rất là ngon. Bởi vì tôi còn đang tìm hiểu chuyên sâu trong giới trái cây. Ba, thật ra ba có biết bản thân mình đang nói cái gì không hả ba? Không sao đâu. Anh cũng muốn cùng chú Căng tìm hiểu chuyên sâu về giới trái cây, xem rốt cuộc thì nó như thế nào. Vật sau đây được đưa lên đấu giá, biệt hiệu là Tăng Thành Hải Lục 599. Trái giải này được đến từ trung tâm thương mại Quải Lục khu trái giải. Vào đời vua Càn Long thì đã tồn tại một cây giải mẹ, và bây giờ giá khởi điểm là 5.000 đô. Mỗi lần kêu giá là 1.000. Giờ mỗi người có thể đấu giá. 6.000. Dạ rõ tòa tổng. 7.000. 8.000. 9.000. 10.000. 11.000. Cung Diệp, cậu dám tới đây giành với tôi hay sao? Xin lỗi nha ông Long lớn, nhưng mà trái giải này nhất định tôi phải mua cho bằng được. 12.000. Anh Triều, anh cũng tới đấu giá sao? Ừ. Tàu tổng nói nếu ông ấy không ăn được trái giải này thì thế giới của ông ấy càng thêm đen tối đó. Xin lỗi nghe chú Lăng Lăng, nếu tôi không giành được trái giải này, đời người của tôi cũng đen tối không thua ông ấy. Tôi trả 100.000. Tôi và anh cũng điên hết chỗ nói luôn. Thật ra lúc nãy tôi kêu giá tới 30.000 thì nên dừng lại rồi. Cũng may là cuối cùng chúng ta đấu không thắng. Hết cả rồi, dù có chạy tới tất cả khu chợ trái cây tìm, mình cũng không thể làm vừa lòng chú Căng được. Nói thật, không biết chú Căng có nhớ rằng bản thân tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương không? Tôi thì tốt hơn sao? Công ty điện ảnh cũng đã đem mai đó, không phải ngày nào cũng có phim đi quay. Anh thử nói coi, rốt cuộc chúng ta đã làm sai chuyện gì mà phải đi tới nước này chứ? Có khi nào từ đầu chúng ta đã không hợp với phụ nữ nhà họ Hùng không? Vậy thì nói, một trái giải tận ba ngọn lửa, lần sau sau khi ăn trái giải xong, uống một ly trà hoa cúc để hạ hỏa, tốt quá còn cái gì nữa chứ? Dạ đúng rồi ba. Sao rồi ngoại, lấy để mọi người mang trái giải lên cho chúng ta ăn đúng. Hay sao? Trái giải là đúng rồi, nhưng mà không phải là loại giải tầm thường bán ở khu chợ đâu. Chú đã từng xem qua quyển mục lục mua bán của anh hai, lần này là đấu giá Tăng Thành Quải Lục. Mắc lắm đó nha. Nhưng mà Tăng Thành Quải Lục là cái gì vậy hả? Là một trái giải đặc biệt có 102. Báo mạng nói mới có người đấu giá được. Trị giá 360.000 đô. Ông ngoại cẩn thận đó. Cẩn thận mà. Có nhầm lẫn không vậy? 360.000 mắc vậy sao? Ông ngoại à, không phải ông nói muốn Triệu Dĩ và mọi người chi nhiều tiền mua những loại trái cây đắt đỏ cho ông hay sao? Đúng là như vậy. Bởi mới nói nàng đắc hữu tình lang, tụi nó chịu chi 360.000 mua một trái giải cho ông, chứng tỏ rằng tụi nó thương thượng thiện với Nhược Thủy tới cỡ nào, có phải không? Nè, lát nữa tụi nó về nhớ nhắc ông, nói bọn họ sau này đừng có mua quà nữa. Biết rồi. Tâm Như à? Hả? Con học vị tiến sĩ mà, những thứ này còn giỏi lắm. Con giúp ba tính thử coi làm sao chia trái giải đó ra làm 8 phần để mỗi chúng ta ai cũng được ăn thử một miếng. Em đã nói ba em không phải hạng người tham lam như vậy rồi mà. Em không muốn anh nói ba em vậy. Giờ một người già chỉ nói muốn ăn giải thì có gì là sai đâu. Anh không được nói ba em vậy nữa. Chia tay đi. Chia tay thì chia tay, sau này đừng có tìm em nữa.
Nè nè, chuyện gì vậy? Làm sao tới nỗi phải chia tay? Thì đó. Thì ra quả tăng thành lục quải đó đã bị ông Long lớn mua được. Ông ấy còn lập tức đút cho bạn gái mới của mình ăn nữa. Ba, bây giờ ba hiểu rồi đó. Tên chuyện gì đó rất là vô dụng. Đấu giá có trái giải cũng không xong, còn nói xấu ba nữa đó. Tên cung diệp đó làm chuyện gì cũng không xong. Tôi còn chưa thèm nói, còn dám nói ba tham lam nữa. Hết rồi, chia tay chắc rồi. Cũng không cần phải làm lớn chuyện như vậy đâu. Đương nhiên không phải rồi. Nói cho cùng bọn họ keo kiệt nên mới mua thua ông Long lớn. Còn nữa nha, ba dạy con. Anh không nỡ bỏ tiền mua trái cây cho ba, làm sao có thể tốt với con được. Đúng vậy, lỡ như sau khi kết hôn bọn họ không cho tụi con ăn cơm no, tính sao đây? Đám đàn ông thối này con không cần đâu. Không sao đâu ba. Độc thân thì độc thân, quan trọng là tụi con có ba. Đúng vậy đó ba. Anh hai, anh thấy anh sướng chưa? Có hai đứa con gái theo anh tới già luôn. Nè, sao bà lại lục bao rác nhà tôi? Không, tôi chỉ coi tối nay mọi người ăn trái cây ngon gì thôi. Bà đúng là lo nhiều chuyện thiên hạ không. Sao vậy? Sao tối nay ông ăn nói thô lỗ quá vậy? Bà còn dám nói. Tôi chính vì nghe lời của bà kêu hai thằng rể ngày nào cũng mua những loại trái cây mắc tiền mang lên nhà. Bây giờ cả hai không thèm lên thì thôi đi, còn tệ tới nỗi phải chia tay luôn. Chứng tỏ bọn họ thua kém, tình yêu dành cho hai đứa con gái ông không đủ lớn. Bà dạy tôi cách đó sai lầm quá rồi. Nói thật, thật ra hai đứa nó đối với con gái của tôi đã quá tốt rồi. Tại sao tôi lại không nhận ra? Nghe theo bà làm cách này để mà thử tụi nó như vậy chứ. Hey, tôi xuống nhà đi hóng gió, suy nghĩ lại xem tại sao bản thân mình lại có thể làm chuyện sai trái tới như vậy được. Một dĩa hủ tiếu xào bò khô và một trà sữa lạnh mang đi nha. Ok, có liền. Nè, vừa mới ăn cơm trưa xong giờ lại mua hủ tiếu xào bò khô mang đi. Cậu ăn nổi hả? Không phải là tôi ăn đâu, tôi mua cho ba vợ của tôi ăn đó. Lát nữa tôi ghé thăm ông ấy. Đi thăm ba vợ? Cậu mua cho ông ấy đĩa hủ tiếu xào bò khô chỉ 30 mấy đô. Ông ấy có chê cậu keo kiệt không? Có lòng là được rồi. Ba vợ của tôi tốt lắm đó. Bình thường tôi hay dẫn ông ấy đi những quán trà tầm thường, hay phải xếp hàng chờ chỗ, ông ấy cũng không chê tôi. Ông ấy cũng biết tôi chỉ làm công ăn lương thôi mà. Mình đúng là sai lầm thật rồi. Tôi đi vệ sinh cái nha. Bánh chưng thịt ba mình làm dù sao cũng ngon hơn. Anh coi đi. Chuyện này đương nhiên rồi, nhưng mà bây giờ tụi anh không thể tới nhà của em ăn cơm nữa. Lên chơi mắt còn bị ép mua trái cây nữa. Đúng vậy. Vậy cuối cùng tụi anh phải giả chia tay cho tới khi nào đây hả? Ăn đi. Giả chia tay hả? Không biết nữa. Chắc phải chờ tới khi ba em biết quay đầu là bờ. Mọi người nghĩ coi, có khi nào sau khi chúng ta kết hôn sinh con mà vẫn phải che giấu chú Căng không hả? Nghĩ thử thì cũng thấy có khả năng đó. Hoặc trừ khi ba biết sai, không ép hai người mua trái cây nữa thì coi như xong chuyện. Nếu bây giờ mình bước ra đó nói mình đã biết sai rồi, vậy thì sẽ mất mặt lắm. Bà Trần, bà hôm nay đừng hòng thoát khỏi cái cửa này nha. Đừng mà chú Căng, tôi chưa muốn chết, ông tha cho tôi đi. Trời ơi, mọi người về rồi thì hay quá. Chú Căng nói sẽ dùng kim căn quyền đánh thật mạnh vào đầu của tôi đó. Ba, ba làm gì vậy? Ba... cũng tại bà ta hết. Ở đây châm dầu vô lửa, làm cho hai đứa con phải chia tay người yêu, giờ trở thành hai người phụ nữ độc thân rồi. Nếu ba không đánh thật mạnh vào đầu bà ta, làm sao ba há được cơn giận này chứ? Thôi đi, cũng tại tôi ganh tị hai đứa con gái của ông có được hai người bạn trai tốt nên tôi mới ăn nói bậy bạ. Tôi xin lỗi. Tôi đánh chết bà đã. Bình tĩnh đi. Đừng mà, thật ra con và chị hai không hề chia tay đâu. Hả? Hai đứa không hề chia tay sao? Tụi con chỉ là không muốn ba suốt ngày cứ ép Triều Dĩ cho cung dịp phải mua trái cây lên nhà mình, cho nên tụi con mới gạt ba lại chia tay. Trời, hai đứa thiệt là khờ quá. Cần cái gì phải giả chia tay chứ? Trái cây thôi mà, không mua thì không mua. Con cũng biết mà, ba của con đâu phải hạng người tham lam, có phải không? Có đúng không bà Trần? Đúng. Ba của các người là người tốt, người xấu là tôi ha. Phải rồi. Con nhìn đi, bà Trần đúng là người trung thực nhất rồi. Có ai nhìn thấy hai người đó rất giả tạo không? Rõ ràng đang diễn kịch mà. Hả? Bà chỉ đang diễn kịch thôi sao? Còn hỏi, chỉ có em ngu ngốc mới nhìn không ra thôi. Còn làm như mình hay ho lắm. Ba làm như vậy, có phải đã biết sai rồi không? Đương nhiên rồi. Ba, nếu như tụi con không chia tay thì ba buông tha cho bà Trần ăn phân đi, không thôi kẻo lại làm dơ nhà cửa. Được rồi, nên mặt hai đứa con gái của tôi nói giúp cho bà, hôm nay tôi tha cho bà đó. Cảm ơn chú Căng rộng lòng tha thứ, tôi đi trước đây. Mau về nhà ăn phân đi. Đi chạy một bước là chết với bà liền.
Hai đứa con, ngày mai kêu Triều Dĩ với Cung Diệp lên nhà ăn cơm nha. Diễn một vở kịch ngắn lấy của tôi 3.000 đô đúng là bất nhân. Ông nghĩ xem ai là người hại ông mất 3.000 đô này? Là hai đứa con gái bảo bối của ông chứ ai. Chúng nó gạt ông như vậy thật sự có vấn đề đó. Cái miệng thúi của bà đừng có nói nữa, tôi không có muốn nghe đâu. Vậy đi. Ý, bà Trần, bà đi đâu vậy? Thành An, về trễ quá vậy, đi đâu đó? Tôi vừa mới đi chơi với bạn gái về, đưa cổ về nữa cho nên về trễ thôi. Cậu có đưa cổ lên tận cửa nhà xem cổ vào nhà không? Không có, đưa tới dưới nhà cũng đã an toàn lắm rồi. Bộ cậu không sợ, sau khi cậu đi rồi, cậu lại tiếp tục đi với người con trai khác sao? Cậu ngây thơ quá, coi chừng có ngày á bị cấm sừng nha. Bà Trần à, bà nói gì vậy? Bonnie đâu phải là hạng người như vậy đâu. Số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. We'll be right back.